Cái đây kỹ thuật đào hố thì khoảng cách hố là bao nhiêu vô? 80 phần. Rồi sâu khoảng bao nhiêu vô? Sâu 80, rộng 80. Rồi. Xong rồi đổ phân trùng xuống, trộn đất đều. Xong rồi đặt cây sầu riêng xuống, rồi lắp lại. Rồi rồi, chú làm cho con quay cái... Phân cách là sâu 80, rộng 80. Tiến hành trộn phân luôn. Đảo phân đều hết. Xong rồi là... Sau đó là tiến hành tưới nước. Bịch nào phải cắt rễ cá hay cái nào có mới cắt vô? Có cái nào có mới cắt chứ. Cái không có thôi. Cái này mới có 5 tuổi à. Cái này hả? Dạ. Mấy cây 2-3 năm kia là mập út nút hơn. Và cái với cái kỹ thuật trồng sầu riêng này thì bà con có thấy mắc tại sao là mình trồng 2 cây đúng không? Thì với cái tính chất trồng 2 cây này thì nó mang lại rất hiệu quả. Mô hình này là mô hình đầu tiên và mô hình thử nghiệm nên bà con sẽ đợi chờ trong vòng 2 tháng nữa thì thấy kết quả của việc lợi ích của việc trồng 2 cây sầu riêng, một cây ghép và một cây thực sinh như thế nào. Thì qua clip này thì mình quay cho bà con vào mới sáng hôm nay. Thì đây là một cái kỹ thuật về trồng sầu riêng ghép, sầu riêng Thái đó. Thì bà con xem thì nó... Nếu ai mà chưa có được kinh nghiệm trồng như thế nào thì bà con xem cái này, cái clip này. Thì với cái mô hình trồng sầu riêng này á thì nó mang hiệu quả rất là cao. Đồng thời cái đắng cà phê mình đang quay đó là mô hình tổng hợp, kết hợp tất cả các loại cây trồng, nhất là trồng bơ, cà phê, sầu riêng, tiêu, 4 cây chúng ta sẽ thu quanh năm và không có thể nào mà mất thu hết. Nếu mà cây này thu xong thì tới cây kia thu quanh năm. Với diện tích 2 hectare như thế này á thì nhân lên 4 cây á thì chúng ta cũng được 5 hectare rồi. Thì 4 cây trồng mà cây nào cũng trồng được hết. Nên với cái kỹ thuật trồng này thì bà con có thể tham khảo mô hình của mình, không có rủi ro. Qua clip này thì bà con đăng ký kênh để mình tiếp tục làm những video về nông dân Đắk Lắk, nông dân Tây Nguyên ở Buôn Hồ nói riêng và Tây Nguyên nói chung, tình hình kinh tế nông nghiệp và cách kỹ thuật trồng cây nông nghiệp như thế nào. Nếu bà con nhu cầu chưa có hiểu rõ nhưng chưa biết về những cây này thì bà con có thể tham khảo trong các clip này. Và vui lòng bà con đăng ký kênh để khi nào kênh có ra những video mới thì bà con sẽ biết video nó mới ra, bà con xem khoảng công tìm lại nó mất công. Qua clip này có gì bà con tham khảo nè. Cái này ghép rồi. Trồng 2 cây luôn à? Trồng cây thì mà muốn cái chui là cái gì chứ? Chắc chui rồi. Ghép y ghép bơ nha. Trồng 1 cây thực sinh, 1 cây ghép xong rồi nó lên bắt đầu đẩy cây thực sinh vô cây ghép nó mạnh luôn. Ăn hơi bị lâu luôn mà nhanh nữa. Ta 4-5 năm như đây, 3 năm là bắt đầu buông rồi.
chú là ở trên đội 2 ạ. Biết. Đẹp quá. Đãi hết rồi chú. Trồng cái gì? Rồi sầu riêng bên kia. Thấy bên đây nè, rải bên đây không? Bờ tốt. Tứ luôn hả? Dèo này chú cầm vừa cầm rồi. Bên đó luôn, thẳng qua luôn. Bấm rẻ cái vô.
cái bơ nhà con mạnh lắm. Mà chui rồi nó có sống hay không? Ở nhà cái bơ là sống rồi á. Còn lắm. Bơm chưa? Dập chưa? Dập xong với nước lên. Trồng xong mới tiến hành tưới nước luôn. Bơ trồng rồi còn cái nào nữa không? Tí xuống trồng mấy cái bơ. Trồng dài là ăn ớn, bơ, sầu riêng, tiêu, cà. Tiêu làm như một năm. Tiêu một năm hết. Tưới hết luôn à. Hả? Ba cây à? Hả? Thứ như quay nữa với dung lượng đâu đủ đâu, xuống quay cây bơ nữa. Đừng ghép sống nổi không? Khó ghép đi. Bây giờ thịt bơ dễ còn cái tù viên này. Có ai tưới không? Ai tưới
cúp ống, cúp ống. Ủa hàng mùa này mà có tiêu đúng bà. Chỗ của hàng mùa nó hốt đậm luôn.
coi xem mô hình bơ, tiêu, sầu riêng, cà phê là thu quanh năm luôn, cây gì cũng có hết. Biết là cái nói trong cái chai này kỹ thuật mới mà. Ủa, nó đang ngu nữa nha. Chứ mình ngu á. Mẹ sầu riêng trồng hai cây. Sau này mình mới thấy cái hiệu quả của mình. Ừ. Gần 11 giờ. 10 rưỡi rồi. 11 giờ kém à. Bình lên 3 tấn rồi.
Mùa đây mới ngon á. Mùa này đúng bài luôn. Trong mùa mưa nó uống nước chứ được cái gì đâu. Trong mùa mưa nó uống nước. Nước không còn phát triển gì nổi. Tiêu luôn trong mùa nắng luôn. Giờ cái thằng Sơn nó đi điên á, nó giác nó trồng ba rồi. Bưu của chú thứ hai tới đây nè. Làm mới đúng 2 năm. Hai năm. Ừ. Chứ đâu phải. Cái được.